Kìa U23 Việt Nam hôm qua chém chệ đứng đầu bảng ca. Trước trận đồng bào cũng Cameroon vì ta ít thắng Thái Lan. Lại thêm năm nay đội ta ra sân với một lứa cầu thủ mới. Hòa cũng sẽ khó vào mà thua chắc chắn ao. Vậy phải thắng chứ sao? Đầu tiên chính đen làm pha sâu kim, thế là ta được 1-0. Tất cả dần dần hét hô reo vang, Việt Nam quyết thắng Thái Lan. Hiệp 2 chưa sang được bao nhiêu lâu, Quang Hải đã chuyển Hoàng Đức. Rồi vô lê xoay người, kìa lại tung lưới rồi. Và 2-0 Thái ơi, vừa vui chưa lâu lại thêm vui hơn khi mình hơn người thì đâu. Thái bị thẻ đỏ, chú Su Ma Chai rời sân, còn dám trách ai? Đội ta đang hăng lại chơi băng băng, ghi điểm thêm một bàn nữa. Thành Trung ghi tên mình vào trận thắng tưng bừng, giờ 3-0 đã ưng. Vậy những cơn ác mộng của Cú Ma Thông đến giờ vẫn còn chưa dứt. Thái còn chịu lần thứ tư đau tim, Thanh Sơn kết liễu 4-0. Giờ sau bao năm Việt Nam ta nay chẳng còn phải ngại người Thái, vì Thái đã ăn hành và chịu thua tan tành, gọi Việt Nam tiếng Anh.